Cảm ơn Thầy. Có cái duyên với thiền tập á, thì hằng ngày mình giữ giới cho nó trong sạch. Cái giới mà nó trong sạch thì bắt đầu cái định nó sâu. Khi mà mình ngồi xuống mà cái tâm nó loạn miết là mình coi hằng ngày mình có cái vấn đề với cái giới nào. Cái bát chánh đạo á, là cái giới chuẩn á, coi cái miệng mình có vấn đề gì với ai. Mình có đang nói cao ngạo, tự khen và khinh người không? Mình có đang khinh khi sư trưởng, cha mẹ, ngôn ngữ, lộng ngôn với thánh thần không? Cái ngôn ngữ của mình có phải là đang bạo động không? Cái ngôn ngữ của mình có phải bà tám nhiều chuyện không? Mấy cái đó nó chướng ngại thiền lắm. Ngồi xuống là nó trỗi lên à. Rồi cái thân của mình hằng ngày có làm cái việc bất thiện không? Cái tâm mình có suy nghĩ lung tung không? Bởi vì cái bát chánh đạo, ba cái chi chánh niệm, chánh tinh tấn là nó giúp cho mình ngồi xuống vô cái chánh định. Mà cái chánh niệm hằng ngày mình không có, mình ngồi xuống, mình biểu nó định. Đâu có định, định là kết quả tất yếu có một ngày cái tâm mình dịu nhẹ, ngọt ngào. Còn nếu không, cái tâm mình quậy miết, mình ngồi xuống, làm sao vô?